Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khả năng tiên liệu đại họa của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Tô tỏ ra non xanh trước chị Đại. Vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại bị đưa ra tòa xét xử một lần nữa, mà vẫn thiếu vắng nhân vật chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Sự bất lực của ông Tô Lâm thể hiện trong cách mà ông đã làm với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi chỉ biết dùng báo chí để kêu gọi bà ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ai hiểu Cộng sản cho bằng người từng làm ăn với Cộng sản. Bài học của Việt Kiều Hà Linh Trịnh Vĩnh Bình bị Cộng sản dụ dỗ, hứa hẹn nên đã đem cả triệu đô la về đầu tư rồi sau đó mất trắng rồi lại bị tống vào tù là bài học vẫn đang còn nóng hổi. Với Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà Tô Lâm dùng chiêu dụ trẻ con. Đấy là trong lĩnh vực đầu tư kinh tế. Còn trong lĩnh vực chính trị quốc phòng thì Đảng Cộng sản càng lộ rõ nguyên hình là kẻ nói một đường làm một nẻo. Người sắc sảo, người dám chơi với Cộng sản như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ắt bà phải hiểu rõ bản chất của Cộng sản như thế nào. Việc Tô Lâm cho báo chí kêu gọi bà đầu thú làm cho nhiều nhà phân tích phỉ cười trước sự non cơ của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Lẽ ra ông Tô Lâm nên tự trách mình thì hơn. Bởi chính hành động tự tiện sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cách đây nhiều năm là nguyên nhân gây nên sự bế tắc trong việc dẫn độ và đưa bà Nhàn về Việt Nam hiện nay. Hành động của Tô Lâm chẳng khác nào tự nã kẹo đồng vào chân mình để rồi bây giờ chân bị liệt. Việc hợp tác dẫn độ với phía chính quyền Đức cho tới nay là nhiệm vụ bất khả thi. Biến nơi đây thành nơi an toàn nhất cho bà Nguyễn Thanh Nhàn ẩn náu, đó là điều bà đã tận dụng. Vụ IC tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh không có nhân vật chính, lại có nhân vật thứ nhì trong IC, đó là kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn. Đúng như thông tin nội bộ trước đó đã cung cấp cho Thời báo chấm đề, ông Đỗ Văn Sơn trốn ở Dubai và bị bắt dẫn độ về Việt Nam. Ông Đỗ Văn Sơn được bà Nhàn đưa đi chánh họa mà vẫn cứ lỡ ngỡ xứ người nên bị bắt. Trước tòa, ông Đỗ Văn Sơn đã khai rằng năm 2020, ông Sơn đã xin nghỉ ở công ty IC. Đến tháng 4 năm 2022, vị cựu kế toán trưởng này nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty không kinh doanh việc cũ như trước nữa mà chuyển sang làm mô hình thành phố thông minh. Bà Nhàn nói với tôi nếu muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập. Thời điểm này đang là đại dịch Covid-19, bị cáo bị ốm, sau đó 2 tuần thì bị cáo đồng ý. Ông Sơn khai nhận. Sau khi đồng ý, bị cáo Sơn được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay để sang Dubai. Khi vừa xuống Dubai thì ông Sơn được một người đón, đưa về ở tạm tại một văn phòng thuê từ trước. Ngay sau đó, người này lập tức tịch thu điện thoại của ông Sơn. Sang Dubai, tôi không đi học gì để làm thành phố thông minh, mà chỉ ở trong phòng, không được đi đâu như bị giam lỏng. Lúc này tôi mới nhận ra mình bị lừa. Lời nói của Đỗ Văn Sơn so với thông tin mà Thời báo chúng đây nhận được có phần khớp nhau. Thông tin cho biết khi ông Sơn sang Dubai vì lơ ngớ nên mới bị bắt. Thật sự Đỗ Văn Sơn không hề tự mình chạy trốn mà chính bà Nhàn một tay lo liệu tất cả. Có thể nói bà Nhàn đã tiên liệu được thảm họa sắp xảy ra cho Đỗ Văn Sơn. Nhưng chính ông thì lại không nhận ra. Điều này cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hơn lính của mình một cái đầu. Với con người như vậy mà cho báo chí kêu ra đầu thú, thì quả thật ông Tô Lâm đang dùng trò dụ trẻ con để mà dụ dỗ một người nhìn thấu dự tính của ông. Dù có chức cao, quyền lớn, nhưng ông Tô Lâm vẫn thua rất xa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở khả năng tiên liệu trước tình hình. Trước khi bị khởi tố, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chuẩn bị trước cho mình tấm hộ chiếu đảo ship. Giờ đây bà Nhàn đang ở Đức và đang có nhiều lựa chọn. Bà có thể nộp đơn xin tị nạn trong vai trò là một nạn nhân của chính quyền Cộng sản, hoặc bà có thể lưu lại châu Âu với tấm hộ chiếu đảo ship nếu đơn xin tị nạn của bà có bị từ chối. Mặc dù Tô Lâm có quyền bính trong tay, Tô Lâm cũng đủ liều mạng để làm những điều thế giới cấm, nhưng đấy chỉ là những gì ông Tô có. Còn về khả năng, tiên liệu và tính toán đường dài, ông Tô Lâm không thể sánh bằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng có thể nói, đặt lên bàn cân về trí tuệ, Tô Lâm còn non xanh lắm so với chị Đại,
Nguyễn Thị Thành Nhàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Khả năng tiên liệu đại họa của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Tô tỏ ra non xanh trước chị Đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Để lính già non cơ tung đòn do thám chính khách Mỹ-Âu, Tô Lâm mang nỗi ê chề về cho ông Tổng. Lại nói đến cục phó cục B05 Bộ Công an Đỗ Mạnh Sơn, ông này biết là người hết thời và cũng là người bất tài. Ông là người cần phải bị thải loại ra khỏi Bộ Công an vì hai lý do. Lý do thứ nhất là ông đã quá tuổi theo luật lao động, thứ nhì là ông không có uy tín trong ngành. Về công tác chuyên môn và trách nhiệm đối với vai trò cục phó B05, ông không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Sơn là người có ích đối với Tô Lâm trong vấn đề đấu đá nội bộ, nên được Tô Lâm giữ lại. Người lính già Đỗ Mạnh Sơn của Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm ưu ái cho Đỗ Mạnh Sơn giữ nguyên chức vụ sau khi đã qua tuổi nghỉ hưu đang làm cho cán bộ trong cơ quan dị nghị. Họ không nói ra nhưng rõ ràng họ đã không phục. Và đó cũng là một loại áp lực khiến cho Đỗ Mạnh Sơn cần phải lấy lòng Tô Lâm để được xếp giữ lại lâu hơn nữa. Theo như nhận xét của một người bên trong nội bộ ngành công an, ông Tô Lâm đã chỉ ký cho ông Sơn ở lại ghế đến hết tháng 6 năm 2024, rồi sẽ tính tiếp. Nghĩa là ông Tô Lâm cũng đang tìm người để thay thế người lính già vốn đã hết hạn sử dụng này. Vào ngày 9 tháng 10 vừa qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bẽ mặt vì báo chí thế giới đồng loạt đưa tin chính quyền này đã cố gắng cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của các quan chức Hoa Kỳ và giới truyền thông của Mỹ trong lúc họ đang cùng chính quyền Biden đàm phán để nâng cấp quan hệ song phương. Thông tin này từ một báo cáo mới của Tổ chức Ân xá Quốc tế được tờ báo Washington Post, đài CNN và các hãng thông tấn khác của Mỹ loan tải. Phía nước ngoài cho biết các tin tặc liên kết với Việt Nam đã cố gắng sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội X mà trước đây gọi là Twitter và Facebook để cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của hàng chục mục tiêu cấp cao, bao gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các quan chức của Liên Hợp Quốc và các nhà báo cũng như CNN. Báo cáo điều tra nói rằng các lạc vụ của chính quyền Việt Nam hoặc những người đại diện cho họ có thể đứng đằng sau chiến dịch phần mềm gián điệp này. Vì non cơ nên Đỗ Mạnh Sơn đã cho Hà Ngọc Ninh làm chuyện đáng xấu hổ này. Có thể nói dùng phần mềm gián điệp được bán rộng rãi trên thế giới để theo dõi các quan chức của những cường quốc và về công nghệ thông tin là cách làm của một kẻ non cơ. Ít nhất muốn theo dõi ở nước ngoài thì cần phải tự phát triển phần mềm gián điệp riêng, chứ mua những sản phẩm phổ thông như thế thì phía bị theo dõi ắt đó có thuốc trị. Vì thế đã không theo dõi được ai mà Đảng Cộng sản còn bị một phen bẽ mặt trên truyền thông quốc tế. Người chịu trách nhiệm cho những sai lầm ngớ ngẩn này là ông Tô Lâm chứ không ai khác cả. Và liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có hỏi tội ông Tô Lâm hay không? Theo thông tin từ nội bộ cho biết, chính Đỗ Mạnh Sơn là cánh tay phải của ông Tô Lâm đã bí mật lệnh cho cấp dưới là Đại tá Hà Ngọc Ninh, trưởng phòng tấn công mạng, thực hiện cuộc tấn công vào các chính khách Mỹ, châu Âu, thông qua mạng xã hội X, như báo chí đã đưa tin. Được biết, Hà Ngọc Ninh là đàn em thân tín của Đỗ Mạnh Sơn, mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng cách đây không lâu. Ông Ninh được bổ nhiệm sau khi ông Sơn đuổi người trưởng phòng tiền nhiệm đi nơi khác vì hay tranh cãi với ông Sơn. So với người tiền nhiệm, ông Ninh không hiểu gì về tấn công mạng, không biết gì về kỹ thuật nên làm bừa đến mức ngây ngô đến như vậy. Tô Lâm đang sử dụng một người lính già thiếu năng lực. Có người nhận xét rằng ngu dốt cộng với nhiệt tình thành phá hoại, thì trong trường hợp này ứng với Đỗ Mạnh Sơn là không sai chút nào. Chỉ vì ông này muốn lấy điểm trước mặt Tô Lâm mà đạo diễn một dự án theo dõi chính khách châu Âu và Mỹ với cách thức không thể đáng xấu hổ hơn. May mà phía Mỹ không thèm chấp, nếu không rất có thể quan hệ Việt Nam và Mỹ sẽ không còn suôn sẻ. Muốn rút cho Tô Lâm có tiếng thơm
nhưng cuối cùng lại mang về sự ê chề cho đảng. Không biết Tô Lâm giữ lại Đỗ Mạnh Sơn để làm gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Để lính già non cơ tung đòn do thám chính khách Mỹ Âu, ông Tô mang nỗi ê chề về cho tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.